thủ rồi bình thường. Tao thủy hết trơn á, phong thủy hết trơn. Xem Victor lên đồ kiểu mới nè. Bích tao nhỏ không Châu? Bình thường mà. Nhỏ là mọi ngày thôi. Alo. Tao rồi đấy. Ờ ok ok. Ok. Ok ok. Mic em có to không? Hơi to. Ok em giảm xuống. Ok chưa? Rồi ok. To kiếm súng các kiểu này. Đồ. Em là em chỉ nói thật thôi. Em có em gì nói thật ý mày nói anh xấu trai hả? Xấu thiệt mà thì đó. Xấu thiệt. Hả? Thôi được tập trung đánh em. Hả? Dạ. Dạ. Dám giỡn với bậc thầy vũ khí đánh lấy tốc độ đánh đó, bạn E phải không, ai bạn Q phải không, rồi lấy tốc độ đánh đó, bạn hết Q rồi nè, lên sỏ đó, biết đánh tôi đi, biết đánh tôi đi, gây đam nhiều lên đó, sỏ ngay sỏ ngay sỏ ngay sỏ bạn luôn, tôi lấy đam tôi đánh thường đó, đừng có đùa. Tạo đấy. Trời ơi, hắt máu chưa? Sợ chưa? Trời ơi, thay đổi phong thủy cái đánh sắc khác hẳn. Nó phong thủy đúng là thầy. Thầy ông nói không sai chút nào á. Có phong thủy cái khác liền. Mày có hỏi ông thầy mà là khi nào mà cửa không thầy? Đó đi. Ông nói sao nó nghe coi. Ông nói tùy duyên mình là duyên tới thì giận nó sẽ tới đó, còn duyên không tới thì giận nó tới. Trời ơi, nó không du côn không, thấy tôi du côn không, gặp là xúc à, nó nhiều còn gì ở đây là cấm quạt chi nữa, định đi cấm quạt rồi. Giỡn nè, né, né trưởng. Né trưởng à. Anh thuê em lại cho em làm mod đi, làm mod nữa, tôi có cái gì đâu mà không dùng từ lại cái kinh này. Nhưng mà, đây. Mấy ông phải cho biết, tôi biết mấy ông ở ngoài tôi mới dám cho. Sự là mấy ông quý tôi, nhiều khi mấy ông cho áo, mấy ông vô kênh luôn, mấy ông tháo rồi lột đồ hết, cái gì lum tùm la hết, chết tôi. À, à, ôi, vậy nó bị nóc e nữa à. Vậy bị nóc e nữa. Ôi, mẹ em bới cơm cho rồi. Chưa ai xuống mà thi ăn là mẹ bới cơm. Nóng quá, nóng quá. Giờ ba anh kìa anh Châu. À, mình đứng mình nhảy rồi, nó có không chịu đi nữa. Tôi đứng tôi nhảy rồi, mấy chục điệu luôn rồi, nó không chịu đi kìa. Nhảy nó ghét á, rồi, đó, giờ anh Châu làm ghét vậy rồi. Ở có cái dặn là chơi, là đi đường, đi lan đó, con đừng có gây sự với mình trên rồ. Mà thằng Châu nó vậy là sai rồi đó. Ở kinh nghiệm của một người thôi, kinh nghiệm của mấy thằng đấu là người ta có truyền lại cho mình là đi lan là đừng có bao giờ gây sự single. Mình phải dễ thương là ví dụ như single nó đang ăn, hỏi single đầu tiên vô chắc on lên hỏi single nó đang ăn bù nào để chạy giúp vậy đó, nó nói là đừng ganh để tôi giúp cho vậy đó, mình sẽ không fit à. Ví dụ mình đánh mà mình không fit được, ví dụ như team fit mình được quyền chửi team không anh.
chứ còn mà mình bị gank fit mình team nó đâu có cần quan tâm là mình bị single gank đâu. Team mới chừng biết nhìn kêu ra mày ngu mày mới chết, ai biểu mày không cắm mắt cái này kia. Cắm mắt nó gank tùm lum đùm sao cắm. Nó bây giờ là chơi thể dục nhịp điệu nè. 3 1 1 thôi. Rip máu đỏ quá nhảy lên mất rip. Phải ăn thôi. Cắm cái quần cái. À, ông này lên lấy cái gì? Thì cứ chiến đấu lên tâm hợp kiếm hả? Được. Ông này lên đồ kiểu hợp phong thủy nè. 1 2 3 1 2 3. Ông nhảy lên theo đĩa máu. 1 2 3. Nó đếm liền chứ đếm 1 2 3 nhảy. Cho gần gan không? Có đạch. Ôi chạy ngu rồi. Chạy. Ôi xanh. Chưa đủ tốc độ đánh. Chạy ngu rồi. Ôi xanh ban nữa. Ôi về. Ôi xanh tự nhiên mất lát lăn nhách vậy trời. Anh ra cắm cho anh hai con mắt em. Chạy. Ôi về luôn. Đi cái này câu máu hơi khó chịu rồi. Mình lên chú này trước đi. Mà lên tâm hợp kiếm. Các bạn eco bằng farm tinh vậy. Farm 50 con mà bạn dám farm hết tôi luôn rồi. Sao hay vậy ta? Anh thấy thua lên à? Sao không thua được? Trời ơi trời. Em nghĩ sao mà em dùng cái từ thua lên vậy? Trong cái tiểu sử của anh là chưa bao giờ nghe hai cái từ thua lên. Chỉ có nát lan thôi. Một là nát, hai là xanh. Nghe không? Mày ta leo lên hả? Chị đang tốc độ đánh chàng trời nè. Tôi đang tốc độ đánh chàng trời nè. Chạy. Đâu có cho tin được. À né liền. Trời hồn anh Phan. Một nè. Trời không. Hai nè. Ba nè. Đó, bạn đâu có đánh được kích hoạt cái kia để bạn chạy. À. Lát không? Lát liền. Sợ tôi ngay. Sợ tôi chưa? Không có giữ chân khó giết. Để em lên level 6 đi, em tốc biến để về. Một. Hai. Có đẩy pho kìa anh. Luôn. Sao? Bài trời ơi, W không kịp. Cay. Nó đúng rồi. Ôi 150 ông tính rồi. Đi giả rồi. Đi để chết lãng nhách nè. Lãng vậy. Bạn ấy bạn lên kiếm đăng cưa rồi. Được. Mình tiêu anh. Nó thằng đó nó đỡ rồi. Xui. Rừng ai mà biết rừng ngoại bang, trâu đi mít. Ăn chỗ xong về em. Ba, một. Ông này cũng chơi trưởng hoài. Hai. 3 e lại. Ủa sao có người vô room được vậy? Chỉ phá room. Ủa
chưa hóa râm hay gì mà. 1 2 1 2 3 phải đếm mới chơi đời phải đếm mới được. 1 2 1 2 3 1 2 3 chạy. Ủa. À, giờ về không? Không về không? Về không? Ông ở lại tôi nhảy vô đó. Ông đánh là phải. Nó nhốt mình trong này luôn là chạy đâu chạy. Nhốt cứng ngắc rồi. Lên đây làm gì cô bạn? Mình cứ để anh solo, anh không cần ganh đâu. Rồi ngửi. Ông này. Ông vẫn còn lên đam ha, ông lì. Ông quá lì nè, nhảy, chạy, nó né. Ai cho ông kích hoạt? À, ông hỏi anh đi đúng không? Ông về xong rồi tôi 1 2 3 dạ 2 3 1 bịch. Nhảy lên gõ nè. Ủa ba đâu? 1 2 3 1. Đó, cứ đếm ngồi chơi con này là quá đơn giản, ngồi chơi cứ đếm vậy là gì? Một năng chưa đang ăn được. 1 2 1 2. Trời ơi ông này lên coi tôi đếm mỏi miệng quá nha. Ông lên đây tôi đếm thành công cái 1. Bật lên anh cho. 1 2 3 1 nhảy lên lục. 2 3 gì ông này ông thiệt chứ ông đứng vậy sao tôi đếm được. Bỏ cái coi. Nó đếm hoài luôn. Mình luôn nè. Anh chào đến nhảy nè. Rồi nha. Giỡn hả? Giỡn rắc bậc thầy vũ khí hả? Ông lao vô cái đó là ông chết ngay á. Mạnh quá rồi. Giết. Vũ nó lại anh nhảy qua. Có cái combo em đi. Chạy giả bộ chạy đi. Nó combo. Đúng rồi, giả bộ vũ đi, cô quẹo vũ đi. Ừ, hay cô quẹo. Chào em nhé. Trời ơi, người đâu mà ngây thơ thế sợ à, kêu gì làm đó. Vậy chết rồi, em vậy tin người quá vậy em chết phải rồi. Em tin người quá vậy. Em thề là em không lên kiểu anh lần nào. Em thề luôn. Em tin người quá, anh không có anh thì anh muốn cứu em nhưng mà anh làm vậy thì sau này em ra đời sao em trưởng thành được. Em tính người quá vậy, em phải rút kinh nghiệm. Mày nói làm sao để tao tin mày qua cứu tao? Em phải đặt trường hợp, đặt lý do ra chứ. Tính người quá. Thôi. Em vậy đó. Em tập, anh thương em mới làm vậy đó. Em có nghe câu thật chưa? Cho anh em vui không?
Rồi nha. Rồi, rồi nè, anh trả thù cho em liền, thấy không? Anh đâu có bỏ, em đâu có quẹo. Thật ra hồi nãy là anh chỉ tập cho em, tập cuộc sống tự lập cho em thôi. Em phải đừng có tin người nữa. Kiến vải. Combo kiến vải. Combo kiến vải đái vải. Ok. Cô bạn bỏ ra, đừng móc đựng tin người nha cô bạn. Móc gặp. Ok. Không tin nè. Né liền, đâu có để W chống được. Thôi. Về thôi, lấy đồ thôi, ăn cái giả thôi. Qua, đông qua. Có đại chưa đủ tiền, chưa đủ tiền. Thì bao bốn thằng nó bu vô nó hiếp lúc sau đó. Chưa đủ tiền. Chết cha chưa đủ tiền xong mà ăn cái giả được đây. Bài nữa, bài nữa. Chết hơi khó à. Thứ giả là tuổi gì? Thứ giả tuổi gì? Đường thôi. Trời ơi, rắc mạnh như vậy mà còn có số giả nữa sao chơi? Tin bạn cứ làm gì làm đi, tôi là rác rồi, nó đục thẳng đường thôi. Hôm nay lại đây tôi nhảy tôi bớt đam cái luôn mà. Trời ơi, đơn giản vậy. Một combo. Cái quy cái tin cái rồi chết queo luôn rồi. Chích cái này cái nữa là chết luôn. Cái bờ gì nữa. Rồi dắt cho nó thành bớt đam luôn rồi. Game này chỉ tội quẹo thôi.
Để xem. Ôi cứu tôi với. Ô sập chẳng qua anh để nó ăn để nó reset tiền thôi. Gì không cho phụ với kìa. Bớt đam mới mạnh. Đây này anh trâu lắm. Cái gì? Anh nói đúng rồi nha. Quẹo này nó bắn đứng tôi rồi. Thì chứ lòng tốt của tôi là tôi sợ nó bị ra đời bị người ta lừa. Ơi, anh giỡn mà. Anh nè. Đâu. Không tắt biến ra khỏi cái chó đó được. Cái nè, kiệt sức kìa. Nói kiệt sức mình không có đủ đam luôn. Giỡn với cô quẹo nè, giỡn với cô quẹo nè. Tôi quá đầu phát. Tôi biết cái chết luôn à. Nửa cây. Nó kiệt sức thôi luôn à. Cậu thanh học hành ngu quá. Có khố gì hết trơn. Về đi cho mấy bạn con được sống đi. Về Baron. Về là gì? Có tù tôi bỏ đứa W một cái là đi đó. Đấy mưa rồi. Mày lên được chôn cho vui mà. Ông kìa. Đứng trước clip luôn nè. À, anh phải thích. Kha zip. Kha zip. Lắm thường cái. Lắm một cái. Lắm cái trắng cái. Thôi thôi. Rồi đánh cái nữa, đánh cái nữa. Hồi hồng máu ha. Đánh cái. Ồ, lắp hít quá đã. Con nít giết rồi. Từng là con gái chưa mộng lẫn yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Đánh cái coi. Đánh cái. Nước chiếc không vậy? Nước chiếc không vậy? Ồ, ông này dễ hòa máu vậy? Tôi xin chưa nét đâu. Ông hòa máu rồi. Ô, biết tiếp không mà cha? Ôi, sao biết rồi, rồi, rồi nha. Rồi nha, đánh hòa máu lần cái. Ô, đẹp. Ông như tôi lỗ rồi. Thiệt chứ. Đúng là chùm mít xe mà.
AB đi. Giỡn hả anh sao? Giỡn hả? Giỡn hả? Giỡn hả? Giỡn. Ủa? Lúc đâu? Tao ăn rồi. Đậu xanh quá buồn. Giết bắt lát rồi. Điệt luôn. Yeah, chạy. Chạy 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 đồ với Volibear hả? Lên đam. Lên AB. Không thấy điểm điểm cộng AB rồi, độ xanh. Đánh. Phê chưa? Bắn hồng máu lại. Chứ mình có mana sớm mình ném đúng cái lúc sẽ bị slow lại mình giết nó rồi. Ôi ghê. Mày giỡn nè. Giỡn với Bolivia hả? Giỡn với Bolivia hả? Sợ chưa? Giết đó. Hồi máu lại. Chơi không? Tôi có hồi máu rồi nè. Mày nè. Ra hết mày nè. Cắn sạc mana, anh này 35 mana à. Cắn cái nó chết rồi. Ủa tôi đừng có e là được rồi trời. Bãi. Tôi đừng có e là nó chết tôi rồi. E có 60 đam mà cái này 100 mấy rồi. Xin này bắn chết mày luôn bây giờ. Mày ra một lần tưởng né đẹp đó ra quá bậy rồi. Xin mất hồi lát hả? Thôi tôi đừng có e rồi tôi giết nó rồi. Cắn này chết quay không bục lắm trời ơi bên nhà bên rồi. Em ăn đi được. Rồi, bật cái. Giết lên đây solo lại nha. Đấy, xui thôi đó. Để hết mana nha. Xin tao. Ô, chỗ bắn, what the fuck. Bắn kinh quá. À, anh tới. Bỏ mẹ anh rồi. Chạy đi, em tới nè. Chạy, né. Bỏ mẹ nó cánh tiếp luôn. Bò mỏ nó canh luôn kìa. Nó hết đá rồi, không được.
Rồi được đấy. Rồi gió tí rồi nè, chơi không? Còn hóa đi xin. Để solo coi. Không giỡn nha. Mất lát rồi. Rồi giờ, giờ anh mất rep, Chết luôn. Chạy đi. Rồi mình anh mất cái xe luôn rồi. Không phải. Anh có ăn cũng mất. Hả? Anh có ăn cũng mất. Sao? Anh có ăn con xe cũng mất thôi. Thì nè, ai giúp ăn gì trâu quỷ vậy? Mày ở đâu? À? Ơ tưởng không chết. Không có được phát. Chạy đâu? Lại. Chạy đâu? Hồi nãy giờ em đi sớm. Nó giết luôn kìa. Ủa cái gì vậy? Nó giết luôn kìa. Ơ yếu dữ vậy? Ủa thật nghỉ đi. Xin xin xanh mày. Không sát thôi. Ủa nó đá cái gì mà đau dữ vậy? Cái đạt nó còn phi được cái tiêu nữa hả? Ủa nó còn đứng có một hit rồi. Ngay không? Trời ơi nó si đa. Nó bắt lát rồi không? Anh tiếc anh đi. Anh tưởng là anh giết rồi chứ. Xui ghê. Trời ơi si đa gì. Cũng qua lên đồ này thôi. Xin lên múa múa nữa đi. Làm thọt không rồi. Vãi thật. Ba này. Nó có cái lát. Cắn nó. Cắn nó. Nè, giết. Anh bóc. Đừng giết anh bóc. Châu thiệt chứ. Áo lên đầu này bế không mày. Châu thì chết. Châu gì. Châu hay là cho mình yếu. Em yếu à. Yếu gì em lên đâu rừng. Có anh yếu thì có. Dạ lên đầu này thử coi nó mạnh hơn thôi. Đi xin con. Thiệt chứ. Đi ảo dẹo vậy tôi tha. Kiểu như cái pha đó thì nó cũng hay đi. Nhưng mà tôi tiếc chiêu á. Để cái anh ti để tôi giết con ca xích nè. Chứ ở đó mà tôi quay qua tôi đạp nó cái là nó chết. À rồi. Mày quá anh Phan. Ây da, bánh này rồi. Trời ơi. Bả mình tiếc chiêu quá. Để cho nó giết mình. Để cho nó giết mình trong cây đắng. Nó lệnh này. Cái bắn R được sớm. Anh sẽ trả mặt với tôi kìa. Thằng này hình như không có Lee Sin hay gì. Một ba rồi anh thấy. Nên đánh gà. Tại xui. Thử thôi. Cái này nhiêu đam. Thằng này cho mấy đam. Mày chơi. Tha rồi đó. Đợi hồi cái nữa giết nè. Giết con tì nha. Ủa nó trưởng gì mà đau dữ vậy trời. Thay anh đi. Ủa đi xin lên nữa hả? Hoài vậy cha, đã lên đồ cái này anh đâu anh mà. Chết
Thằng Z toàn là còn một hit không mà cay ghê. Một hit không. Công dẫn lên tăng à. Chưa. Đánh nữa lên tăng à. Cay không anh? Cái đánh nữa là lên tăng. Tăng thiệt á, quánh nghiêm túc đó. Con đồ đàng hoàng quánh là giết đó. Nó đang solo nó xích nó đi đường này lên đè giết mình hoài thằng này đó. Nó chậm không phép vậy. Tôi giết một mạng mà tôi lên tăng lần ca xích nhưng Lee Sin lên cưng hai luôn. Giận rồi lên tăng luôn. Rồi nó còn tay luôn rồi. 15 số máu cộng thêm sát thương một lý gia tăng thêm 1% máu mỗi 1% máu mất mục tiêu đã mất đi. Bỏ đi quà ảo rồi. Rồi, đúng như boss đẩy đi phát. Để HB đi tay đôi rồi. Để quánh đường nè test AB kiểu này coi. Hết chậu rồi. Lên đầu này solo Kha'Zix mà Kha'Zix sợ cái gì cũng biết nữa. Tập giận tôi phải lên tăng thôi, ghét rồi. Một mày chơi đi. I dare you to dare me. Mày. Mày giỡn mà. Cũng bớt đam hay đi AB bớt đam kinh lắm đó. Để tôi lên AB coi. Nó nổi nè. Ủa cái đạch nó lát lên nó combo luôn kìa. Tim luôn. Nguyên một tim luôn. Mày đá. Nó sao anh không về? Về vậy? Em không nhìn anh nè. Em không nhìn anh nè, cô quẹo. Anh mắt xanh này mà em sợ cô quẹo. Trời, anh lên anh Asor nữa, anh gõ, anh ký đầu chết hết. Nào, nè, đi xin nè. Thôi, sức mạnh đi giết nó ra. Trời nó dùng đam cái là chết nó gì. Nó có yếm đằng cơ. Chạy. Nó chỉ gai luôn, không phải kiếm nữa. Chỉ gai thì nó là 100 cái phép rồi. Chỉ đi bảo nhà nó thôi. Đừng đó. Mệt. Má cũng khó là xin này. Bật kìa nha. Cộng đạp. Hiếm thiệt. Tôi nào không đạo rồi. Em cái này xác định là khóa nhà rồi. Nhà thôi không? Hả? Lên là Nason bữa đó. Xin
cho bữa. Nó đó này là solo hết, không sợ nào hết mà nó hai thằng này tôi quánh yếu quá. Đầu này thì phế cái nội tại rồi. Chưa một lần yêu ai. Ê đừng có bu vô một lan, đi phá nhà đi. Đúng rồi, đừng có bu phá nhà. Có lộn, đừng có bu vô một lan, phá nhà đi, ngày trâu nói rồi. Ngoan đi, ngày trâu sẽ ngày trâu, tối ngày trâu sẽ thấy cái đầu ti. Mày phước. Bu vô một lan lắm, lại đâu, quỷ lý sinh mày, lắm. Mày giỡn, giỡn. Tôi không thể giết được má. Giỡn. Trời ơi, chưa hồi trắng nha. Hồi, lỡ cắn riếp rồi. Đùa solo là bực co hết. Sợ lên đầu AB bực co hết. Đi xin luôn. Nhảy vô thấy tôi nhảy vô hả? Giết ngay. Bỏ đây cho nó đép đi. Ôi xin level 13 xong rồi. Cái này là phân khung giáp. Mới sao nó giết tôi luôn. Mà tự nhiên mình cắn rip chứ không giết được hai xích luôn. 4 giây mình đau lâu quá. À con bò ấy, nó phá hoại ghê luôn. Quỷ bò ấy. Nó ám. Đấy nó ám. Chết thiệt. Lộn. Đưa nó về cái lấy năm là sò cái. Trời mới nó không đạo ra chứ gì về rồi để lên. Mày giỡn à, thằng tiếp nhảy qua. Thằng tiếp nhảy qua. Đánh rip. Giỡn hả? Thằng nào nữa? Trời biết đồ. À, thằng này tắt biến, dép. Giỡn với Bolivia hả? Bolivia B đó. Quánh chết cổ. Đã cứu. Giờ miếng giáp này. Bậu xanh chập giận bây giờ tôi lên tăng nè. À, con bò quá. Anh đang chơi cứu bạn này. Ông nào vô đây bực co hết. Chơi. Nhảy kịp là sống luôn rồi. Quẹo không quy nó cũng quẹo. Ăn cũng quẹo. Đạt cũng quẹo AB nữa, đu đòi nữa. Đó, chính vì AB nên có thể chết nữa. Trời ơi, cái quẹo hồi nãy quý vô là cầm cái R lên anh giết hết luôn á. Em cái hiệu ứng trong một giây thôi.
anh quất mày không còn cái mày còn cái nội tại mà mày sợ gì của quẹo. Ờ của quả là có nội tại mà sợ nữa chứ thiệt chứ buồn của quẹo hết sức. Tại sao phải lao vào cái gì cái mền cái mùng bây giờ nó bắn vậy cũng dính vậy kìa. Ok ghê vậy thôi rồi về quả nó em lao vào vẫn chết mà anh xử bại hả em không tin người đâu em còn cái nội tại mà trời ơi em rờ cái anh rờ này là 100+ đam anh quýnh được 2 cái mỗi hit 100+ đam đánh tính đi tóc anh tốc độ đánh nữa anh cắn cái là chết ly xin liền cái em ấy rồi anh được 600 nữa mày. Đồ này yếu quá Trời bắn nhiều quá. Ừ, quái ở nhà kìa. Tham thôi. Trời ông Khan xích lên đây bực không? Ông Khan xích nhào vô bực co. Rồi nhảy vô bực co phải không? Nè, giỡn nè. Vô đây cu. Vô đây bực co. Ôi chưa chạy. Chơi vậy giang hồ coi đã gì. Ôi ông nhắc chết. Tôi lên đầu này mà ông quánh lộn tôi rồi tôi lên tăng này không quánh nợ được tôi. Rồi lại sợ lên AB liền thấy không? Anh kháng phép liền thấy chưa? Trời ơi đùa, AB mà. Ôi cái sức má. Cay nhờ. Con bò quần này. Cái môn chúng này nó dễ cái kỳ sức. Quỳ luôn. Chó. Giận tôi lên tăng luôn. Này xong rồi khi nó đun nó gai nữa, trong bánh. Ông bò nó ám ghê thì chứ. Má ám mà luôn. Ám quá nha bò nha. Mắc Warlam luôn vậy. Thôi giờ lên top bao nha. Lee Sin nhà đánh rồi, chỉ chắc đánh lại mình. A Vandal Gunner never turns tail unless it's an enemy has. Mày giỡn không mày luôn. Chơi. Mày luôn thôi. Chơi thiệt chứ. Thấy không? Lên đội B mà nó thử Lee Sin lại tôi cân 2 luôn á. Không mà nó bu gì mà nguyên một team luôn mà chơi gì nữa. Ba đom đi, 4 thằng, 5 thằng, giết 1 thằng, 4 thằng kìa. Đá cái luôn. Lộn 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 l
Mẹ ở đây, ngay đây có mắt thiếu ta le. Mắt nào? Mắt tím các kiểu đây nè. Mẹ thông đạo đây nữa nè ông ta le. Mày. Đây là gì? Tao tưởng tụi bay lùa nó về, tao lé đây tao chặn đầu. À, giờ nó lùa tụi bay. Chứ sao mày ba đánh 4 mà lùa. Mày biết thấy mày mà hổ báo á, tao tưởng mày mạnh lắm. Giờ khai chết nó bất tử rồi. Thằng chết làm gì bất tử. Giờ anh giết được nó mình. Thấy là nó chạy không là lấy gì anh giết. Bây giờ nó mới bất tử. Ôi ôi, trắng máu anh giết rồi kìa. Tôi có ulti kinh hai luôn rồi, có ulti để cái là kinh hai luôn. Cay ghê. Cay nha. Ai cay, lòng cay rồi đó. Cay quá cay rồi. Lòng ăn chúng chết kìa, cay quá. Ở đó ulti là kinh hai mà đó rồi. Chị robot. Bảo lên trên top tao bảo chụp cho. Sometimes outnumbered, never outnumbered. Bạn mua quà với em. Mày ca chắc là mày đánh rồi chết rồi. Mày thật ra mày ăn một anh cháu nó mày cho theo vậy. Winners don't duck. Back to base. Để tao support nha. Mày đi top dễ hơn. Đi đáp sao tao băng trụ được. Thì sao không? Có cái Baron kìa. Có tao lè. Nó đang bu với Baron nè. Tao 50 giây nữa tao lè nè, ăn Baron đi. Sao được mà ăn. Đây ăn mày... được mà ăn. Không có tao lè. Mày sao mày không kịp. Mày bao nhà lâu. Nhưng anh thấy anh cháu bao nhà được. Tao bao nhà nhanh thì mày phải đi chung. Nhưng mày bao nhà lâu lắm. Logic. À, có nào đánh lại tao đâu. Logic, ok. Yes, Lee Sin. Ok. Em mất lên phát. Nè. Thôi, nó không thấy tôi, nó không thấy. Ủa, nó thấy kìa. Đậu. Rồi, anh bắt đầu đi, em bắt đầu đi. Vô đây. Rồi, đừng, rồi, lôi. Này, mình chết rồi. Vô đây. Chết cắn. Chết. Anh cũng giàu. Bộ lắm chứ bộ. Giỡn hả? Rồi tìm ra nát rồi. Mất hàng đấy thì xong. Bỏ hết ulti rồi nha. Được nha. Đánh đi quẹo. Rồi nó đáo anh kia luôn kìa. Rip cũng cần rip. Nhảy quẹo. Đúng rồi, phải có tác dụng vậy. Hay. Anh như con nó có tác dụng. Ở nhà rồi. Hồi phát lên đồ thằng Hải hàng nhiều trâu dữ.
Tháo toàn dân biến thái luôn. Toàn dân biến thái lên đầu. Tạm hụt này nè chắc. Thôi ơi, chơi. Đẩy anh. 2000 cản được nhà Châu về chủ hết. Vô, anh quăng cái nhà lên luôn nè. Nói gì đi, rồi nói gì đi. Rồi quắt, quất. Gì vô chiếc tên đồ này mà nó dám nhả ra anh xíu là banh, banh không còn cái gì đâu. Banh chành trời đất hết. Anh nghĩ em đi chơi. Ok. À, mày đi hút thuốc. Đây lan hả? Nói đi tiếp. À, ông đi từ trước. Nhìn nhò gì? Bác có lại tẻ nè. Đánh tôi hả? Đánh tôi hả? Nó biết có đánh ông không? Lộ máu chưa? Trời ơi, giỡn hả? Đậu đó. Này, chút outlay ổng nè. Trời ơi, outlay liền, đâu có dễ. Đâu có dễ đâu bộ. Trời ơi, quy xong con W á, tôi quy vậy là sao cái đám được. Rồi, giờ sao? Giờ sao? Ôi, ông chơi. Ông chơi được. Sao? Sao tôi chết trước? Ôi, ông quyết đoán dữ trời. Quyết đoán đấy, được. Nhưng mà tôi có 2 số nha, tôi chết sao, tôi có 2 số nha, tôi lời nha. Trời. Ông quỷ quá, ông quỷ. Ông W kìa. Ông W rồi, tôi đỡ không kịp. Tôi không quay W rồi, tôi dễ canh. Thôi ông lỗ rồi, ông biết tôi xong lỗ rồi. Ông mất quay rip. Đó, rip đang đông hơn nè, ông chết vậy là ông xui lên rồi. Ông biết vậy là ông thọt rip rồi. Lee Sin không phải lát. Không, ông level 2, tôi level 3 nè, tôi còn lại bỏ đóng rip nữa. Thấy chưa? Lee Sin không phải lát nha anh chào. Nó. Nó. Ồ, sẽ yếu gì à? Vãi thật. Ồ, tôi gần level 4 mà level 2 kìa. Ông chơi vậy là ông bỏ như chưa. Ủa mình đang cái gì chứ? Ủa mình đi AB rồi đang cái gì trước giờ? Mình gấp liều đi. Mày... không được đâu. Ê, đâu có cho W. Nè, lên đây. Lên đây. Lên đây, đánh cho một cái nè, lên đây. Lên đây, đồ hả? Lên đây. Ô, mít. Ô, đẹp, mít không vậy? Ở cái xe này phải ăn rồi. Bút ăn rồi, ô, đẹp. Ôi, nguy hiểm vậy. Anh lên nè. Chết đi bà, mất lát rồi đúng không? Trời ơi, con vip mà. Còn. Nguy hiểm quá. Nó đi với lại răng này nó mới khó chịu nè. Mà tôi tự bảo kê tôi mà bằng cái lắp này nè. Ông quy vô đây. Ông quy vô đây. Ôi dính không? Dính không? Chơi ông đó. Ây da, mít rồi. Mít rồi. Cứu tao Châu ơi. Đích gì, nói hết mana rồi. 25 vàng có kinh nghiệm nha, con này có kinh nghiệm nha. Có kinh nghiệm nha. 25 vàng nữa nha, bằng... Ây da, bằng con rip nha. Thôi đi với Lai Lan nha, khổ quá. Đi với Lai Lan mà pha muốn pha được. Thực ra đây mà hết kinh nghiệm nè, thằng cỡ hó đâu chị, cái con này có cái chị kinh nghiệm mà
Nhưng mà W quá, búp W vô là hai thằng kia hưởng kinh nghiệm luôn. Ủa sao đầy máu rồi? Có mình mày hưởng à, tao bị chia, mày hưởng nguyên. Làm nhanh nó mới chơi được đó. Em còn ba con nhỏ rồi. Lại đang nó xuống kìa. Xuống làm gì? Anh tới nè. Anh tới đây. Đây. Boss nó hết bèo rồi. Hết thì làm gì vậy? Boss. Tâm kèm. Boss. Đấy, chỗ bắn mày kìa. Bắn kệ nó. Rồi. Chết cha. Có bạch. Bạch làm gì vậy? Bạch ẩu rồi. Đậu xem. Lai lăng vào. Lai lăng vào hai mấy con kìa. Zana lai lăng lắm chưa? Bị xin gồ gánh mất lát nữa nha. Đồ hả? Quyển này chạy chậm quá. Quá trời quá đất à. Level 6 rồi. Thằng mới level 5 mà. Nhiều chuyện chứ không biết nữa. Ở đây hành tôi đi không chịu. Trời tôi level sao chơi. Level 7 luôn rồi. Quá là farm rồi. Đi hỗ trợ thôi, lên số đi hỗ trợ hỏi bút. Nhật chứ Ben hả? Chạy chậm quá. Nhật chứ Ben hả Nhật? Ừ. Phá mắt đi bằng trụ nè. Còn tay không vậy? Thằng nó còn mới lên sóng mà. Em anh tay à. Ừ, cho nó lên. Ulti nó ở gần, đâu có tác dụng nhiều đâu. Để em đi. Anh lóc nè. Anh lóc rồi đó, chơi. Không. Ôi, ăn mạng luôn. Tuyệt vời. Izumita. Ê, ai mạng nha. Izumita. Spone. Trời ơi, đùa với Zanna Hàn Quốc. Mới tiễn về. Trời ơi. Biết gì trưởng sớm mà mít biết kia luôn rồi. Để em vào ngay, tới thôi. Chạy tới đây. Ok giá, chắc chặt. Ui, bà sổ luôn. Ui, xảo sổ. Ủa phải đái. Mày là bước bóng khúc là bây giờ AB đó. Sao vậy sao nè, đứng đây gồng cái bì qua đó ra tele về chết. Đứng đây gồng cái bì qua đó tele về chết nè. Tiền lên. Không có lên. Ba mặt. Đâu quá. Đừng đưa. Quá mạnh rồi. Ủa mình đi mid mà, mình đi mid là mình phải nâng mắt quy chứ sao mắt e. Mình bảy rồi. Quy mới có đạn. Mà siêu cho nó to. Ô mid xe.
hết sức mạnh. Siêu 3B đã to rồi, thêm có đam thôi. Lôi lan kìa. Có quách độc phát, lôi lan đâu ra kìa. Ủa gì lôi lan 4 mạng. Đâu ra hả? Với em 1 mạng. Phải không? Đúng rồi. Cảm nó, ok cho nó giết mạng đi. E kịp cái ra bốc hơi Lê Lan rồi. E cái nó là chết Lê Lan rồi. Đây, đang đứng tính đính rình của Lê Lan. Vô thấy nguyên con mắt tím luôn. Chết giết Lê Lan. Rồi luôn. Chấm hỏi. Chấm hỏi nhạch, chấm hỏi nhạch. Đi ra đang trụ luôn á. Vô, vô, vô. Rõ ràng là đi ra đang trụ, trụ vẫn còn mắt. Lên lăn xuống kìa. Anh tới nè. Lăn bảy sách đó chứ không có trần nha. Anh 6 là anh thua nó 1. Lên lăn lên 6 luôn rồi, ngồi. Tới nè, tới nè. Có, có số, có số. Này, mày chạy hả? Chạy đâu, chạy đâu. Xì lô mô sần nè. Bắn đi phát. Bắn đi. Mày chạy hả? Mày chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Ơ chết rồi ôi. Gì gì? Ai nói gì? Ai nói gì mà nói nhiêu số? À, nói nhiêu số, nói nhiêu số nhật. Đùa với anh hả? Nó 7 số kìa. Anh nghe câu đó anh giận hết sức giận nè. 7 số đâu nó chết rồi, nó chưa thấy mất đó. Giận quá giận nè, nó câu đó anh giận lắm đó nè. Nhìn hàng nói chuyện đi bồ. 200 AB rồi nè. Nhìn hàng nói chuyện đi. Nhìn hàng nói chuyện nghe tin. Nó ủi cái siêu kìa. Nó chết rồi, nó chết rồi. Trời ơi, ô ra bay. Ôi trời ơi, xin mời ta. Ôi thằng kia chết luôn, thôi về 16 rồi về, bỏ toàn bỏ chồng long thể. Tại mấy đứa đua đòi thôi nha. Anh là phải bỏ chồng long thể. Kiểu bây giờ như ra rồi. Trời ơi, eo chết nữa bà nhỏ. Chết nữa nhỏ nữa. Tại nâng mắt mà quy mới có màu mà. Ô, em 16, em 16 rồi, em không có chơi. Nó săn phết. Săn phết nhưng mà phạm ngủ. For great torment. Dạ nhật, dạ lên. Rồi quát. Trời ơi W nó mạnh quá Nhật ơi. 300 mấy đam mà chơi gì nữa Nhật. E nè Nhật. Siêu nhiều lắm Nhật ơi. Chà, sao mà limit. Anh còn R nữa đừng có lo. R nó hồi máu kinh lắm, AB mà. Anh quánh đi, quánh đi, quánh đi, anh đứng sau lưng bảo kê cho. Ủa nhiều siêu lắm, nhiều siêu lắm. Rồi anh bảo hết, anh bảo kê được rồi Nhật ơi. Vô Nhật ơi. Ok cho, bỏ đi cho. Xì lô nè. Té ngựa chưa? Té ngựa ngay phát, công ty phát. Búp cho nè. Đội xanh. Chơi đi. Tiến tủ. À, lóc cái chừng, lóc trúng rồi, vô tình là lóc trúng là chết đó. Tự
mưa ngang qua cho Bisa đó. Bắn nó nha, bắn nó phát. Dây. Bắn đi phát, bắn phát. Đứng sao con rồi cho. Dạ đi. Mày. Ê, lên lăn gà, chạy. Mày giỡn nè. Thắng ơi, bất siêu cho mày rồi đó. Giỡn nè. Mày giỡn như là nè hả? À, câu! À! Má thì chỉ cứu mày, cái mày nó sống mình chết. Cứu mày gì? Thằng bạn lên mê dai lên, anh nhùng quá, anh không dám lên mê dai. Anh mê dai rồi đó, anh 66 bạn bạn rồi. À, vừa nói cái lên luôn. Anh lên trước rồi. Chết xong rồi mới lên. Thì mẹ tao chết xong rồi tao mua rồi mày mới nói đó. Rồi xong giờ lên nón đứng sau búp. Nón xong lên đầu hồ két. Cộng ngâm. Thì tên cái lương hương á. Điên rồi, tại nhiên lên lương hương. Lương hương có phép mà. Phép làm gì? Bút cho nó khỏe. Nó có mày AB cộng vô chiêu mà. Thôi, dẹp đi. Anh làm không? Ai đi. Ôi, nó thấy tao rồi. Chuẩn thôi. Rồi vô chơi lóc nè, lóc 2, lóc 3, lóc 7 luôn nè. Né nè. Thôi nha, nè xì lô motion nè. Chơi anh búp cho giải tan. Ô đẹp. Anh búp cho anh xong rồi anh vô anh búp lộn sorry. Đó. Chơi. Mày nè, thằng nào ra đây búp cho con siêu thằng này luôn. Tăng chơi châu đó, nó tăng đó mày đâu rồi hồi nó quá trời hắc não rồi thằng đó cũng rồi quấn nó đi anh búp mày. đẹp dữ quá bỏ sao đâu anh đi phát ơi, búp cho phát ơi. Ôi, né bắn đi bắn vô em đi đâu vậy? Bắn đi quá trời quá đất bắn đi ôi búp qua oh shit anh búp đấy nha thôi chết rồi đó thì lô mày nè chạy búp ba nó phát ơi ủa lộn mít mày bay lên với anh hả sắp có tia 10 giây nữa anh em 10 giây nữa 8 giây nữa ôi thật đâu manh động mày rồi bu vô nè 3 giây nữa giải tan hồi bảo kìa đầy hết luôn nữa càng ê cho mày súng không mày súng luôn chứ sợ vậy mày mua đồ ấy hồi đó anh báo lúc rồi anh đi mít năm mai mọi người ừ anh phải bê cho mày ham ừ 300 mấy AB rồi bắt rồng xong qua cho bà lâu bắt rồng xong qua bắt con rồng chạy qua quý anh lâm cái trò đấy gì rồi cho giúp AB coi mấy con này ăn AB tới tết ăn lâu hết à mà lấy cái nana so ngu
mày vừa đánh AB vừa búp. Trời ơi, cái team này mày nghĩ mày sao tao dám vô tao đánh ông nội. Cái lên là sao farm nó dễ. Ôi trời trời, mày đừng đùa tao vậy chứ, không vui đấy. Ê, à, cái đam này giúp mày mày quy mắt ghê lên cho đau luôn á châu. Cái đam này. Đó. Đó. Ủa đam rồi, gửi quý thầy hay luôn rồi. Trời ơi, tao ăn lòng mình thấy ghê không? Bê đấy. Bắt đầu qua bà đòn. 50 đam. 50 đam, cái đó là cộng AB không đó, chưa tính rồi này, nên nâng map lên là được nhiều mà. Nâng map lên là được là 50 hay gì đó. 50 còn. Thì cái đó là cầm AB. Đi rồi. Đi dí theo. Rồi. Ôi, giải tán. Summon. Cái gì vậy? Gì vậy? Vụ gì? Vụ gì? Trời ơi, trời ơi, trong cái vùng này sao mà chết được. À, bút e nè. Thì lô motion nè. Ủa, 25 số rồi chơi bời gì nữa. Hay nè. Rồng quanh đâu rồi. Trời ơi. Rồng quanh chưa bò vô được.